đối phó với mẹ muốn tuột đường luôn. Kiếm gì ăn mới được. Cái gì đấy? Ông anh hai này số hưởng thật sự. Ôi, ganh tị thật đó. Ngon vậy. Ngủ bách. Mẹ đâu? Ủa sao ra đây, khỏe chưa? Mẹ, uống thuốc đi. Vì đâu? Chị Vi lúc nãy em về á thì không thấy. Nhưng mà em thấy anh nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Chắc chắn là mẹ sẽ tra hỏi anh về chuyện của chị Vi nhiều lắm đó. Vi hiền như vậy, gặp mẹ, nghe mẹ la thôi cũng sợ chạy mất dép. Mai mốt là con trai bệnh nữa, chắc cũng không dám vô viện gặp anh đâu. Chuyện này thì em lại nghĩ khác anh nha. Nếu mà chị Vi không mạnh mẽ thì chị Vi đã không chọn làm mẹ đơn thân rồi. Mà em hỏi thiệt, anh có thích chị Vi không đó? Tao đang bị viêm họng, mày hỏi nhiều quá. Rồi có thích hay là không? Sao? Không trả lời thì thôi. Thật ra thì cũng không hẳn thích. Tại thấy Vi một mình nuôi con, mẹ đơn thân á, cực khổ lắm. Muốn bên cạnh để an ủi và động viên cô ấy thôi. Chứ cũng không có ý gì hết. Vậy tức là trên tình bạn dưới tình yêu. Em nói thiệt nha, chuyện này thì anh phải rõ ràng. Con gái người ta dễ bị suy diễn lắm. Nếu anh không rõ ràng, lỡ chị Vi nghĩ anh muốn tiến xa hơn thì sao? Biết rồi mày ơi. Thuốc mỗi loại một viên, uống sau khi ăn, uống nhiều nước, cháo hâm lò vi sóng 3 phút. Đi dặn bác sĩ nữa chứ, đúng là một bà mẹ điển hình. Phim Tình trạng đã ly hôn, sản xuất bởi Viettel Media.